strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay thì đã update cái sự kiện Giáng sinh rồi đó anh em, mà có khá là nhiều sự kiện nhỏ để làm. Đồng thời nó ra một cái bóng mới, đó là dịch chuyển tức thời. Mình nhớ là cái bóng này hồi mà đợt tổ chức cái cuộc thi sáng tạo bóng thì có bạn hình như là có một bạn nào đó đã đưa ra ý tưởng cái bóng dịch chuyển này nè anh em à. Dịch chuyển quái của mình sang bên đường đi của đối phương. Tuy nhiên thì dịch chuyển quái thôi chứ không dịch chuyển boss ha. Dịch chuyển boss thì thôi ai chơi lại nữa rồi, quá im ba thì không được. Đây, ở đây khi mà ghép bóng thì nó sẽ tạo ra một cái cổng dịch chuyển nè. Thì cái mô tả của nó là khi mà các cái quả bóng được hợp nhất thì một cánh cổng sẽ được triệu hồi ở phía trước quái vật của bạn. Khi quái vật chạm vào cổng thông tin, tức là cái cổng đường bên mình á, thì có khả năng bị dịch chuyển đến bên đường của kẻ thù. Cấp độ dịch chuyển và xếp hạng sao càng cao thì vị trí của cổng trên đường của kẻ thù nó càng cao, tức là nó sẽ di chuyển cái vị trí sát với cái vạch đích của kẻ thù ha. Thì quái vật nó càng về cuối, quái vật nó sẽ được dịch chuyển trở lại, tức là sao ta, càng về gần cuối quái vật đó không thể được dịch chuyển trở lại trong một khoảng thời gian sau khi bị dịch chuyển. Tức là ví dụ như hai bên mà cùng chơi cổng dịch chuyển á, thì những cái con quái vật đen đen mà nó bị dịch chuyển thế thì nó sẽ không dịch chuyển ngược lại được. Ví dụ như cả hai bên cùng chơi cổng dịch chuyển ha. Đó. Trong hợp tác thì nó sẽ không dịch chuyển mà là nó sẽ làm cho quái đi chậm lại. Ở cái kỹ năng thức tỉnh thì nếu mà ghép hai cái quả cầu 3 sao á, thì cổng dịch chuyển trên sân sẽ được nâng cấp thành cổng dịch chuyển lớn, có tác dụng mạnh hơn và có thể dịch chuyển quái vật ưu tú ha. Nếu không có cổng dịch chuyển tức thời trên sân thì một cổng dịch chuyển lớn sẽ được tạo ra ở một vị trí ngẫu nhiên, tức là không có thì nó sẽ tự động nó tạo ra thôi. Đó, có một cổng dịch chuyển nè. Thì nếu mà ghép 3 sao thì nó sẽ tăng cái khả năng là dịch chuyển cái con, mấy con mót vàng hay là cái con tinh thần xanh vậy đó, đại loại là như vậy. Đó. Nó cái vị trí dịch chuyển nó sẽ random ha, nhưng mà cấp sao càng cao thì cái cổng dịch chuyển nó càng nằm gần vạch đích của đối thủ đó. Nhưng mà mình nghĩ là chắc nó không qua được cái khúc cua thứ hai đâu. Đâu đó là nằm ở trước khúc cua thứ nhất hoặc là sau khúc cua thứ nhất thôi, chứ không thể nào mà qua khúc cua thứ hai thì nó sát quá, hơi khó chơi ha. Ở đây thì trong cái chế độ trải nghiệm anh em có thể vô thì nó kiểu như là nó chỉ là được cái là trong đây nó level 18 cho nên là có thể chơi được cái kỹ năng thức tỉnh ha. Chứ còn mới mở ra thì level 7 chắc cũng không ngon đâu. Ở đây thì thời gian duy trì của cổng dịch chuyển nó cũng tương đối lâu tại vì nó là level 18. Chứ còn level 7 thì mình nghĩ là chắc cũng được xíu thôi à. Đánh cái mấy cái dòng này thì có thể là dùng... cái này nếu mà dùng tịnh hóa thì nó có bị mất cái cổng ta. Dùng tịnh hóa, ví dụ bên kia mà đánh tịnh hóa thì có thể là giải trừ cái cổng bên này nha. Đúng rồi đó anh em, có khả năng á, nếu mà... tịnh hóa nó ăn ra thì có khả năng sẽ gọi là nó xóa giải trừ cái cổng. Thì ở đây là do mấy cái con quái nó đang ở đầu cho nên là nó không có dịch chuyển ở khúc dưới. Để lúc nào mình thử kiếm cái bóng này mình chơi trong chế độ cạnh tranh thử coi. Kiếm cái bóng đầu tiên hình như là có gói kích nạp đó anh em, mà nạp mà bao nhiêu đó là mở được một bóng đó, để kiếm thử xem coi là về late game đuối đam thì có thể chơi cổng này cũng được đấy anh em à. Nhưng mà cái này đánh về late game chứ còn giai đoạn đầu thì khác gì bơm BB cho đối thủ đâu. Cái cổng này thì khả năng là dùng tịnh hóa thì nó có thể nó sẽ giải trừ được. Ở đây là không dịch chuyển boss nha anh em, chỉ dịch chuyển quái thôi nha. Dịch chuyển boss thì chắc là không ai chơi nổi rồi. Đó thì là đôi nét của cái sự kiện Giáng sinh lần này. Không biết là cái bạn sáng tác ra cái quả bóng dịch chuyển này có còn theo dõi cái video clip về Ork Master nữa không ha, hay là nghỉ game rồi. Có một bạn đó, bạn cũng khá là hay ha, và nhà phát hành cũng làm thiệt. Cái cổng dịch chuyển này thì đó, nó sát nếu mà về late game mà đuối đam gặp cái cổng này thôi đó, nó hút đam, nó hút quái từ bên mình. Ví dụ như bên mình mà gần thua quái thì cái con này nó cũng có thể cứu nha. Ghép cái cổng cái xong rồi quái nó có thể là nó đi qua bên kia cứu mình á. Mấy cái pha mà kiểu như là gần hẹo á
ghép cái cổng này nhiều khi lại ngon nha, nhưng mà nó có thời gian nó tạo cổng, nó mất một khoảng thời gian nhất định đó. Thì nhưng mà đánh về đến game nó bóng này thì đánh về đến game với lại nó đòi hỏi là phải ghép nhiều quá thì liệu không biết là có ngon hay không, không biết là có ngon hay không, mà tại vì đánh về đến game thì có khả năng là phù hợp với mấy anh bạn đánh đấu đam, đánh đấu đam ha, đánh đấu đam thì có thể là về late game kéo quái ra cho bên đối phương cũng cũng có khả năng, chứ đánh giai đoạn đầu thì mình thấy là không ngon đâu. Giai đoạn đầu đam nó to thì kéo quái ra thì khác nào bơm BP cho đối thủ đâu. Cái này thì vẫn chưa rõ là sẽ đi được với cái dạng đội hình gì nó phù hợp, nó mang tính chất đặc thù quá ha. Đó, nó kéo quả con mót vàng với lại con tên xanh qua bên kia luôn nha. Có thể dồn boss, tức là dồn quái qua cho đối thủ thì lúc đấy con boss nó ra nó sẽ khá là trâu. Đó, đây mình ghép liên tội nè, đó nó ra, nói chung thì cái hiệu ứng khá là đẹp ha, hiệu ứng tạo cổng dịch chuyển nó cũng khá là đẹp đó. Thì cái dòng bóng như này phải lên level cao nó mới được lâu, với lại kỹ năng của nó xịn này phải lên cao anh em, mà chứ tầm level 7 level 8 mấy cái bóng mà dòng dạng đánh khống chế với lại mấy cái bóng mà quấy rối thì phải lên level cao nó mới ngon, chứ còn tầm level 7 level 8 thì cho vui thôi, chứ còn mình nghĩ là level 7 level 8 thì thời gian duy trì của cộng này rất là ít, lúc đó là phải ghép bóng nhiều thì chắc cũng về late game mới ghép thôi, chứ còn ghép liên tục thì cũng không có ý nghĩa gì nhiều ha. Đó thì là cái một số đôi nét về cái đợt cập nhật của cái lễ hội Giáng sinh lần này. Anh em coi tới đây thấy hay thì đừng quên lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Anh em có chia sẻ gì thì có thể để dưới phần comment. Không biết là anh em nào đã tậu lên level 10 cộng chưa? Mình nghĩ là cái giai đoạn hiện tại thì chưa rõ là sẽ đi với đội hình nào thì nó hợp bài, để mình qua mình soi mấy anh bên Trung Quốc xem coi là mấy anh có cái bộ nào mà nó hợp với cái con này không ha. Ok, nói chung thì đánh với robot thì bên kia thì chắc nó hẹo rồi, không có bóng gì nó đỡ được đâu. Tạo cộng dịch chuyển liên tục về late game là ngon nha. Ok, chắc mình kết thúc video clip tại đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bye bye.